Chúa Nhật 17 thường niên năm A. Chủ đề: chọn điều căn bản, chọn phần tốt nhất. Kính thưa quý cố ông bà và anh chị em, Bernadette, vị thánh rất thời danh, đã từng được Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức. Một đêm, Chúa hiện ra với thánh nữ và nói: "Con muốn xin gì, ta sẽ ban cho con." Không đắn đo suy nghĩ, thánh nữ thưa Chúa: "Con không biết xin gì tốt nhất cho linh hồn con. Xin Chúa chọn giúp con." Chúa nói: "Vậy, ta sẽ chọn cho con thánh giá." "Con không biết xin gì tốt nhất, xin Chúa chọn giúp con." Phản ảnh thân phận chung của con người kém cỏi, dốt nát về mọi phương diện. Cái chúng ta biết chỉ như giọt nước, còn điều không biết rộng lớn như đại dương. Chúa chọn cho Bernadette và cho chúng ta thánh giá. Đúng là một mầu nhiệm trí khôn loài người không thể suy đoán, nhưng lại là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thánh giá, đồ xấu xí, đồ gây phiền toái, cớ vấp phạm ô nhục cho kẻ chọn sự khôn ngoan thế gian, nhưng lại là sự khôn ngoan của trời, là giải pháp cứu độ trọn vẹn, vĩnh viễn. Trao ban thập giá là trao ban sự khôn ngoan của trời. Thực tại căn bản là phần tốt nhất cho những ai muốn nên trọn lành như Cha trên trời là đấng trọn lành. Bài đọc thứ nhất, trích sách Các Vua, diễn tả mối bận tâm hàng đầu của vua Salomon: tìm kiếm sự khôn ngoan để phục vụ tốt đẹp hơn và hiệu quả hơn. Trong tư cách là vua, Salomon không xin cai trị lâu dài, vinh hoa phú quý hay khuất phục quân thù. Những thứ đó tự trung cũng chỉ tạm bợ, nhất thời rồi cũng sẽ qua đi tất cả. Salomon không bằng lòng với những gì vua chúa thế gian tìm kiếm, nhưng muốn có được điều căn bản, được phần tốt nhất. Vì lẽ đó, ông đi Gabaon dâng của lễ, khẩn cầu Chúa ban sự khôn ngoan. Sách Thánh ghi nhận: điều vua xin thật tốt đẹp. Chúa nhận lời, ban sự khôn ngoan trỗi vượt tất cả, đến nỗi trước và sau không ai sánh được với vua. Nhờ sự khôn ngoan, Salomon được toàn dân ngưỡng mộ, tạo ảnh hưởng sâu rộng nơi các vương quốc lân bang. Ngay cả nữ hoàng Saba, nữ hoàng phương Nam, cũng phải tìm đến lắng nghe và chiêm ngắm. Thưa anh chị em, sự khôn ngoan của Salomon vẫn là quà tặng, chỉ là hình ảnh tiền trưng cho sự khôn ngoan phải đến trong ngôi lời. Đấng khôn ngoan vượt trên Salomon. Bài phúc âm hôm nay kể ba dụ ngôn về nước trời: kho báu chôn vùi trong ruộng, viên ngọc quý, lưới thả xuống biển bắt cá.
Dụ ngôn diễn tả giá trị thật, giá trị tuyệt đối, bất cứ ai cũng mong muốn sở hữu. Tuy nhiên luôn đòi hỏi phải có sự trao đổi, phải bán hết, bán tất cả để mua. Kho báu chôn vùi trong ruộng và viên ngọc quý vị thương gia tìm mua, không thể cắt nghĩa như một thiện hảo tại ngã, nghĩa là chân lý trong chính mình. Cứ cố tu tập đạo hạnh, tất sẽ thủ đắc. Dụ ngôn kho báu chôn trong ruộng và viên ngọc quý, ám chỉ mầu nhiệm nước trời là thực tại cao quý hơn tất cả những gì lòng người dám ước mơ. Giê-xu là kho tàng, là viên ngọc quý giá ban tặng cho kẻ thành tâm kiếm tìm. Mở lòng đón nhận Ngài là hành vi đức tin thuộc nhân đức đối thần. Còn bán tất cả những gì mình có để mua là bước kế tiếp thuộc nhân đức luân lý. Chúa Giê-xu vừa là kho báu ngọc quý, vừa là thương gia đi kiếm tìm. Trong tư cách kho mọi sự khôn ngoan thông thái, Giê-xu đã tìm thấy nước trời, mua tậu bằng cả cuộc đời, đánh đổi bằng cả mạng sống. Giê-xu phận là một vị Thiên Chúa, nhưng không nghĩ phải dành cho được địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, đã hủy mình ra không, đem thân đội lốt người phàm, hạ mình, vâng lời và vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người, ban tặng danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu, để khi nghe danh Thánh Giê-xu, mọi loài trên trời dưới đất phải quỳ gối xuống thờ lạy, và mọi miệng lưỡi phải tôn vinh Giê-xu là Chúa, để Thiên Chúa được vinh quang. Vâng, nhìn vào cuộc đời Giê-xu, người môn đệ có thể lượng định được điều căn bản, chọn được phần tốt nhất, phần không bị ai lấy mất. Bởi vì của cải ở đâu thì lòng họ ở đó. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 ngợi khen sự khôn ngoan nhiệm màu của Chúa trong ơn quan phòng. Ngài không dừng lại ở hiện tượng bất tất, mà nhắm tới cùng đích tối hậu, nước trời, tình yêu và sự sống muôn đời. Hiểu như vậy, mọi biến cố, vui buồn, sướng khổ, bình an, hoạn nạn xảy đến trong cuộc đời đều do Cha trên trời sắp đặt nhằm sinh ích lợi cho kẻ yêu mến Ngài. Phaolô hiểu thấu đáo sự khôn ngoan mặc khải, nên Ngài dẫy tràn niềm vui phấn khởi, dầu phải gánh chịu muôn vàn khổ đau vì danh Chúa. Đối với Phaolô, chọn điều căn bản, chọn phần tốt nhất là thái độ mở lòng, vâng phục của người môn đệ trước lời mời gọi của Chúa. Sẵn sàng để Chúa chiếm đoạt, để Chúa biến đổi, cho nên đồng hình, đồng dạng với Đức Kitô. Nhờ đó mà thấu hiểu được mầu nhiệm cứu độ thực hiện trong Chúa Giê-xu. Thưa anh chị em, phụng vụ lời Chúa dạy chúng ta phải biết khôn ngoan để cân nhắc những thực tại trần gian, biết chọn lựa phần
tốt nhất tồn tại muôn đời. Thứ nhất, noi gương Salomon cầu xin cho được đức khôn ngoan hằng ngự bên tòa Chúa, để người hướng dẫn chúng ta trong tư tưởng, lời nói, việc làm luôn phù hợp thánh ý Chúa. Sự hiện diện Kitô hữu sẽ trở nên men, nên muối, nên ánh sáng cho đời. Thứ hai, chấp nhận thánh ý Chúa trong mọi sự. Dầu thuận hay trái ý chúng ta, Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi, con xin chúc tụng Chúa. Thứ ba, là mức độ cao nhất, vui mừng đón nhận ý Chúa. Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận viết trong cuốn Đường Hy Vọng: phải đón nhận hài hòa thánh ý Chúa. Chúa muốn mưa, con cũng muốn. Chúa muốn nắng, con cũng muốn. Chúa muốn khổ, con cũng muốn. Vui mừng đón nhận, thực thi ý Chúa là người khôn ngoan theo tin mừng. Chắc chắn gặp được Giê-xu, kho báu chôn trong ruộng, viên ngọc quý mà bấy lâu họ cất công tìm kiếm. Xin Chúa thương nâng đỡ, chúc lành cho chúng ta và mọi người đang thành tâm kiếm tìm người, là nguồn tình yêu và sự sống muôn đời. Amen.